Anh tự xưng anh là ai nói xem. Môn đệ của anh là những người nào vậy? Người ta đồn rằng anh có thể làm nhiều phép lạ. Làm cho ta xem thử. Bệ hạ, hắn đã đầu độc dân chúng khắp mọi nơi. Hắn dám tự xưng là vua. Tên này là vua. Tâu bệ hạ, đánh cho động. Trả hắn về cho quan Phi Lát, đây thuộc quyền ông ta.